Ok, như vậy là lại có thêm một cái step 15 nữa. Mình cảm thấy Minecraft Speedrun đã trở nên dễ hơn bao giờ rồi đấy. Chờ đã, mình cần phải tìm cái gì đó khó khăn hơn để speedrun Minecraft. Và đó là khi mình tìm được những ship Minecraft khó nhất để mà có thể đánh bại được. Trong video này, mục tiêu của mình sẽ là tìm được mọi cách để mà có thể đánh bại được những ship Minecraft được cho là khó nhất trên thế giới. Mình mong là mình sẽ có thể đánh bại nó từ ngay lần đầu. Ship đầu tiên được tìm thấy bởi Niffy Smith và video đó đã đạt được hơn 2 triệu view rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng vào ship để xem nó khó như thế nào ha. Điểm spawn bắt đầu của mình là trên một hòn đảo được bao quanh bởi hơn 13 triệu block nước. Trên đảo thì không có cái cây nào, nhưng bạn nghĩ như thế là đủ làm khó cho các speedrunner như mình á? Thì bạn thấy đấy, những người chơi Minecraft speedrun đã đi trước thời đại khi mà phát hiện ra rằng ở trong những chiếc thuyền thường sẽ có những tài nguyên cực kỳ xịn sò, cùng với đó là số gỗ cần thiết để mà có thể chơi được cái ship này. Vì vậy mà ngay đầu tiên mình đã xoay xung quanh và thấy được ngay cho mình một cái thuyền, thậm chí là hai cái, nhưng cái đầu tiên lại có khá ít sắt vừa đủ cho mình để tạo được ra một miếng thở, từ đó lấy gỗ và craft được cái rìu. Tiếp tục lấy thêm ván gỗ và tạo được ra cho mình cái thuyền cùng với cái cửa. Mình nhanh chóng di chuyển từ cái thuyền thứ hai, tuy nhiên nó cũng ít tài nguyên không kém gì cái thuyền ban đầu. Một khởi đầu khá là tệ, mình buộc phải đi tìm cái kho báu với cái bản đồ mà mình đã loot được. May mắn thay, cái đảo hơn tới kho báu lại là một đảo cây, có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải lo về cái vấn đề lấy thêm gỗ nữa. Cái kho báu này cũng khá chất lượng, mình đã có đủ số tài nguyên để tạo được ra cho mình một cái cốt kim cương, một cái xẻng, một cái rìu, một cái xô và một cái kéo. Cái kéo sẽ giúp cho mình tỉa được lá cây, từ đó lấy được thêm block để có thể di chuyển dưới Nether. Và đó cũng chính là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Quan sát được cho mình cái Magma Ravine, mình đã trèo ra tới đó, quan sát và bắt đầu xây cẩm địa ngục ngay ở dưới này mà không cần phải tìm cái hồ lava nữa. Chắc nhiều người xem Minecraft Speedrun đều đã biết rồi ha. Nếu chưa thì hãy bấm ngay nút subscribe để mà có thể xem được thêm các nội dung như thế này nha. Quay trở lại, sau khi xuống được dưới đây, mình đã sử dụng thủ thuật E-Ray, từ đó thấy được cho mình hướng của cái Bastion. Điểm spawn của chúng ta dưới Nether cũng khá tệ, đó là một vùng đất ba gian, biome tệ nhất dưới địa ngục. Nhưng mà không sao, vì mình khá tự tin vào khả năng di chuyển của mình. Cùng với số lá cây đã tỉa trước đó, mình đã thuận lợi tìm được cho mình cái Bastion. Tiếp tục tiếp cận và loot dương, Bastion này khá tệ khi nó lại không có chỗ đào vàng ở hai bên. Vì thế mình buộc phải chơi đổi vàng ở chỗ của hai cái triple chest, sử dụng số lá cây để tạo ra chỗ cho bọn lợn đi lên. Số vàng trao đổi được ban đầu chỉ có đủ được 10 viên ngọc, khá ít nếu như chúng ta so sánh với tỷ lệ mà phiên bản 1.16.1 đã ra có. Vì thế mình buộc lại phải đi sang chỗ của cái chiếc bộ còn lại. Trước đó thì mình có sử dụng thủ thuật Pyray để tìm cho mình cái spawner, từ đó biết được hướng để đi tìm cái fortress. Số đồ của mình trao đổi được sau hai lần đào vàng gồm có 15 viên ngọc, 27 viên obi, thuốc chống lửa và khá nhiều chỉ. Không chần chừ mà ngay lập tức pro đi, mình đã tìm được cho mình cái fortress. Nhưng lại do quá chủ quan, khi ném viên ngọc lên fortress mình chỉ có một lá cây, vì vậy mà đã rơi xuống khiến cho bản thân chỉ có đúng nửa tim. May mắn là trong người vẫn còn đồ ăn, mình đã hồi phục, sau đó thì lên fortress để tìm bọn Blaze. Số đồ ăn đã hết, mình phát hiện ra những cây nấm, từ đó lấy được thêm đồ ăn, xong farm đủ số cây quỷ lửa. Blaze travel tại khoảng một thời gian không xác định, mình đã sử dụng bot calculator, sau đó thì tính được tọa độ của stronghold đang có mặt. Quay trở lại với Nether, quãng đường di chuyển khiến cho mình buộc phải đào, xong lại bridging tới điểm thứ hai trong khi trong người không có bất cứ một lỗ thuốc chống lửa nào. Khá là risky nếu như các bạn hỏi mình, nhưng mà không sao vì farm blaze này đã đưa thẳng mình vào trong stronghold, chính xác thì là ở ngay cạnh, vì vậy có thể coi là một farm blaze thành công nha. Sau khi tìm kiếm một lúc, căn phòng của trường kính cổng dẫn đến dị an đã ở ngay trước mặt. Mình đã sử dụng một thủ thuật có tên là reset hanger, từ đó có được full thanh thực. Trùng hợp là cánh cổng là có sắp một mắt, vì vậy mình đã có đủ số mắt để mà có thể tiến được xuống dưới dị an, xong di chuyển lên rồi set up chỗ one cycle, tiếp tục sử dụng nỏ để bắn một số cột crystal. Con rồng đã bắt đầu quá trình purge. Và thế là mình đã đánh bại được ship Minecraft khó nhất, chỉ ít là theo cái title với hơn 2 triệu view này, vì những ship tiếp theo nó còn khó hơn rất nhiều. Đây là ship được giới thiệu bởi Kemen18. Chúng ta được spawn ở trên một cái mansion lạc ở giữa đại dương mênh mông, vùng đất duy nhất lại cách ở rất xa so với điểm spawn. Mình bắt đầu bằng cách lấy các lông gỗ ở ngay dưới mái nhà, trùng hợp các cột trụ được làm bằng đá, vì thế mà mình có thể tạo được các công cụ bằng đá khá là nhanh. Để ý rằng bên trong mansion có một con mèo được xây, mình đã chạy vào bên trong để chụp
một tấm selfie nhưng lại bị con Skeleton phát hiện. Không thể để mất máu oan như thế này nữa. Lựa chọn tạo ra thuyền, sau đó thì rời khỏi mansion có lẽ là cách tốt nhất. Ngon nơi như thế nào, cả Shipwreck lại không cách quá xa so với cả mansion. Mình đã có được rất nhiều những tài nguyên, cùng với đó là lương thực. Sau khi đã có được các công cụ, mục tiêu tiếp theo của mình là tìm hồ lava. Vì thế mà mình đã đào nhá. Tại tầng -41, mình đã phát hiện ra một cái hang tươi tốt dẫn mình tới một hồ lava. Từ đó việc xây cổng đã được tiến hành và rồi có mặt tại Nether. Đương nhiên là vẫn sử dụng thuật thuật E-Ray, chỉ là lần này Bastion làm cho lòng đất, cùng với đó là sự xuất hiện của những con Pilgrim Brute, con mob mạnh nhất dưới Nether. Nhưng như thế nào chứ, lava vẫn là chân ái. Lốt được cái dương, nhận được một thanh kiếm loading, điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong màn chạy, vì ta có thể sử dụng nó để farm ngọc Wender nếu như cái tỷ lệ đổi là quá thấp. Và sự thật đúng là như vậy. Sau khi đã trao đổi khá nhiều vàng, mình lại chỉ nhận được có 6 viên ngọc, thực sự rất là ít và không đủ để hoàn thiện cánh cổng dẫn đến Zien. Nhưng mà thôi, vì chúng ta vẫn phải đi tìm Fortress sau đó rồi farm quay quỷ lửa. Nhờ có sức mạnh của thanh kiếm loading, số quyết cần thiết được lấy một cách nhanh chóng. Vì thế mà mình đã blind travel, tính được tọa độ của stronghold, sau đó thì quay trở lại tìm đến vùng đất xanh nơi có nhiều Enderman spawn ra nhất. Đen đổi thế nào, mình đã vô tình đào phải một ô của lava, sau đó thì hy sinh cho bất lực. Như vậy là seed thứ hai mình đã không thể hoàn thành được, nhưng nếu cho mình chơi lại thì chắc chắn nó không phải là vấn đề đối với mình. Seed thứ ba spawn chúng ta ở trong hồ lava. Chính xác thì mình sẽ không thể thoát khỏi việc bị lava thiêu đốt, và không bất kể số lần hồi sinh, hồ lava này sẽ trở thành mồ chôn của các bạn. Đó là cho đến khi YouTuber tên Milo đã tìm được cách để đánh bại nó. Thì bạn thấy đấy, tại phiên bản snapshot 20W21A có một glitch khiến cho người chơi rơi vào trạng thái bơi khi đi qua khe dò một ô. Vì thế mà mình đã áp dụng vào việc thoát khỏi hồ lava này. Đương nhiên là nó cũng không hề dễ dàng. Sau rất nhiều những nỗ lực, ý mình là rất nhiều, cuối cùng thì đây là thành quả. Oh yes, yes, it's happened, yes. Mình đã làm được, mình đã bơi ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ôi mà mình có sợ lửa đốt chết mình không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì mình chơi Minecraft đủ lâu để biết rằng lava nó sẽ không để đốt được chết được mình. Tiếp tục phải đào hơn 80 block nữa bằng tay, trung bình 7 giây mỗi hòn. Tổng cộng số thời gian mà mình bỏ ra là 560 giây, có nghĩa là 9 phút. Và khi đã đào được lên trên, ánh sáng. No way. Mình... Yes! Ôi, trời tối luôn rồi mà. Và thế là mình đã thoát được ra khỏi đó. Chạy tới đồi gỗ ở không xa, việc lấy gỗ trở nên cấp thiết hơn bao giờ. Vì đây là đất Mesa nên không có bất cứ một con động vật nào spawn. Mình buộc phải bắt cá, xong nướng lên để làm đồ ăn. Giải quyết được vấn đề lương thực, mình tiếp tục đi tìm một cái hang, đào sắt, nung lên rồi quay trở lại về hồ lava ban đầu. Vì chúng ta sẽ có thể xây cổng địa ngục ngay ở đây. Xuống được dưới Nether và sau đó ra cho mình cái Bastion Housing. Mình đi vào bên trong để đào vàng, sau đó thì bắt đầu quá trình trao đổi. Vì đây là phiên bản thử nghiệm ngay trước phiên bản 1.16.1, tỷ lệ đổi ngọc vẫn cao và hơn 17 viên nobby từ một cái dương. Seed này cũng ngon đấy chứ. Sau khi đã có đủ đồ, mình di chuyển theo hướng của Pyrite và phải đi hơn tới 600 block thì cái Fortress nó mới xuất hiện. Hãy nhìn cái tọa độ đi, 1300, có nghĩa là xa vãi cả trường. Sau khi đã farm đủ số que, chuyến đập blind travel được thực hiện đủ 2 lần, xong mình có mặt tại Stronghold. Tuy nhiên, trước khi có mặt tại Zien, mình đã bị hạ gục mất rồi. Nói chung là khá đen và mình đã được respawn tại hồ lava cũ, có nghĩa là chúng ta đã không thể hoàn thành được seed thứ ba này. Seed cuối cùng cũng chính là seed khó nhất. Chúng ta sẽ được spawn ở trong một cái hố bên trong một cái ancient city. Oh my god. Ui, mình nhìn thấy cái mục cái... Cái này gọi là gì? Cái nó sẽ spawn ra con warden à? Mình phải thật cẩn thận, nếu như không thì mình sẽ mất mạng ở đây. Lối thoát của mình là ở trên kia. Hiện tại thì không có cách nào để mình có thể rời khỏi đây. À, đúng một tim ạ. May mắn là mình rớt xuống chỉ còn nửa tim nên vẫn còn sống sót và rồi lấy được gỗ, sau đó thì craft thành các công cụ. Sử dụng một phương pháp đi lên có tên là cho đi để nhận lại, có nghĩa là dùng block để trèo lên xong đặt phía trên để lấy lại số block đó. Mình đã đào được vào trong một cái hang có rất nhiều sắt và rồi thoát được ra khỏi cái ancient city. Lấy được đồ ăn xong đi lấy nước, mình quay trở lại với cái ancient city vì đó là nơi có hồ lava giúp cho mình có thể xây được cổng địa ngục. Đúng như ai đó đã nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, và nó đã hiệu nghiệm cho cả hai seed vừa rồi ha. Spawn ở trong biome ba gian và cái bastion nó cũng méo gần. Nếu như trong này có cái kiếm loading thì mình không cần
quan trọng nữa. Mình cũng mong là thế. Sau khi đà vàng và bị con Brute lùa, mình đã trích dương có được cho mình cái cúc kim cương, nhưng lại không có thanh kiếm lô đinh nào. Số đồ mà mình trao đổi được lại chỉ có đúng 6 viên ngọc. Và rồi let's go baby, let's go. Như vậy là mình đã có được thanh kiếm lô đinh. Lần này mình cẩn thận hơn để không bị mất mạng nữa. Súng ngọc cần thiết đã có đủ. Fortress bây giờ là công trình tiếp theo của chúng ta. Với sức mạnh của thanh kiếm Loading, việc có được quét quỷ lửa là không quá khó khăn đối với mình. Vì thế, những công việc tiếp theo được diễn ra một cách khá trơn tru. Ôi, sao này? 359 này. Đây ở đâu? I spy, let's go! Wait, what? Ok, mình rút lại lời nói của mình khi mà mình không đặt đống viên lobby ở vị trí 258. Mình thiếu chỉ nhỉ? Ok. Ui ngay trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ôi vừa đổ mắt luôn. Ok. Đây là đâu? Tôi là ai và đây là đâu? Yo. Ok. Let's go. Seed này là seed spawn ở dưới Ancient City. Bam! Let's go. Và khả năng mình sẽ đương nhiên rồi.